cực sống động giúp trẻ vừa chơi vừa học tiếng Anh. Bạn muốn tìm kiếm một công cụ để giúp trẻ em vừa học vừa chơi, đặc biệt có hứng thú khi làm quen với tiếng Anh? Ứng dụng Animal 4D cộng sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Animal 4D cộng là ứng dụng cho phép tạo ra mô hình 3D của các loài động vật ngay trên màn hình smartphone với các hoạt động cử chỉ y như thật. Đặc biệt ứng dụng sẽ đọc to tên gọi của các loài động vật bằng tiếng Anh để giúp trẻ có thể nghe rõ và học theo. ANIMAL4D cộng không chỉ giúp trẻ em khám phá được thông tin về các loài động vật, mà còn giúp tạo được hứng thú trong việc học và tiếp cận tiếng Anh. ANIMAL4D cộng là ứng dụng đang gây sốt trong cộng đồng mạng trong những ngày gần qua, đặc biệt với các bậc phụ huynh có con nhỏ. Các bước chuẩn bị để cài đặt và sử dụng ANIMAL4D cộng. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích ANDROID403 trở lên. Với người dùng iOS, download ứng dụng miễn phí tại đây. Tương thích iOS 9.0 trở lên. Lưu ý, những smartphone dưới đây không được ứng dụng hỗ trợ nên không thể cài đặt và chạy ứng dụng. Acer Iconia Tab 8A1, 850, 13FQ, Asus Zenfone 2, Asus Zenfone 4, Asus Zenfone 5, Asus Zenfone 6, Asus PhonePad 8V380, Asus Zenpad 10, ASUS FONEPADK012. ASUS e 551 ml HTC SC1, LENOVO A7000, LENOVO S880, LENOVO IOGATA e 280 LG g 4 STILUS, LGL7, Samsung Tab P7500, VIVO X3S. Tiếp theo, download bộ thẻ ảnh về các loài động vật tại đây. Bạn cần phải tải bộ ảnh này trên một smartphone hoặc máy tính bảng khác thay vì thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng animal 4 d cộng ở trên. Sau khi tải file chứa các thẻ ảnh kể trên, có định dạng, ra, nếu smartphone, hoặc máy tính bảng, sử dụng nền tảng Android, bạn có thể dùng ứng dụng RAR download miễn phí tại đây hoặc tại đây, để giải nén file đã tải về. Còn với thiết bị di động chạy iOS, bạn có thể tải ứng dụng zip và RAR file extractor tại đây để giải nén file. Sau khi đã giải nén file, các hình ảnh chứa trong file nén sẽ được tìm thấy trong album ảnh trên smartphone hoặc máy tính bảng của bạn. Trong trường hợp bạn không có thêm smartphone hoặc máy tính bảng nào, bạn có thể tải file chứa bộ ảnh thẻ về các loài động vật kể trên về máy tính của mình rồi giải nén các file ảnh trên máy tính. Hướng dẫn sử dụng animal 4 d cộng để hiển thị các hình ảnh động vật dưới dạng 3D. Sau khi đã hoàn tất các bước chuẩn bị như hướng dẫn kể trên, đầu tiên bạn mở hình ảnh thẻ của các loài động vật đã tải được trên smartphone hoặc máy tính của mình. Tiếp theo, kích hoạt ứng dụng ANIMAL4D cộng trên smartphone thứ hai. Nhấn OK tại các hộp thoại hiện ra đầu tiên để bỏ qua các phần giới thiệu về ứng dụng. Sau đó nhấn vào biểu tượng dấu X ở hộp thoại Instructions để đóng phần hướng dẫn cách dùng về ứng dụng. Lưu ý, smartphone phải có kết nối Internet mới có thể chạy ứng dụng. Giao diện chính của ANIMAL4D cộng tương tự như giao diện camera để quay video và chụp ảnh. Bây giờ người dùng hướng camera của smartphone về hình ảnh thẻ động vật đang được mở trên màn hình smartphone hoặc máy tính. Lập tức, loài động vật có trên ảnh sẽ được hiển thị trên giao diện ứng dụng dưới dạng hình ảnh 3D. Đồng thời animal 4 d cộng sẽ đọc to tên gọi của loài động vật đó bằng tiếng Anh. Ngoài ra, hình ảnh 3D xuất hiện trên giao diện animal 4 d cộng sẽ có các chuyển động và cử chỉ như thật, phát ra các âm thanh đặc trưng của loài động vật đó, như tiếng gầm của sư tử tiếng bay vo ve của loài ông hay tiếng sủa của loài chó. Người dùng có thể sử dụng ngón tay để lướt trên giao diện ứng dụng Animal 4D cộng để thay đổi góc nhìn hoặc phóng to trên thu nhỏ mô hình 3D của con vật trên màn hình smartphone. Để quay lại các hoạt động của mô hình động vật 3D trên ứng dụng Animal 4D cộng, bạn chọn dấu mũi tên để chuyển từ chế độ photo sang video trên giao diện ứng dụng, sau đó nhấn nút quay video để bắt đầu quay lại hoạt động của mô hình 3D đang hiển thị. Đặc biệt bạn có thể đặt hai hình ảnh có mối quan hệ với nhau ở cạnh nhau, hai mô hình 3D sẽ có sự tương tác trên giao diện của ứng dụng ANIMAL 4D+, chẳng hạn nếu đặt hình ảnh con khỉ ở cạnh hình ảnh buông chuối sẽ tạo hiệu ứng khỉ bẻ và ăn từ buông chuối. Có thể nói với ANIMAL 4D+, bạn đã có thêm một công cụ vừa học vừa chơi, giúp con em mình tương tác tốt hơn, nắm được thông tin về các loài động vật và đặc biệt sẽ biết được tên gọi của các loài động vật bằng tiếng Anh. Phạm Thế Quang Huy